là giá có thể là thậm chí là tương đương hoặc đắt hơn cả Hà Nội. Đấy, như đợt vừa rồi bán biệt thự đảo là bán gần hết rồi. Mà bên đó thì thời gian đầu là cứ phải quảng cáo là bán đẳng cấp rồi là các thứ này kia. Bây giờ là gần hết rồi, là nói luôn, căn rẻ nhất chỉ từ 25 tỷ. Đấy. Là cái chất lượng không khí là cái nhưng mà phải đề phòng là như này, về mặt ngắn hạn ấy thì sẽ tăng được cái client lên, bởi vì người ta đang cảm giác là chất lượng không khí ở đây phải chuẩn bị tiền mà mua cái bên ngoài, cho nên người ta nhìn thấy những cô bác là như thế. Nhưng mà dần dần ấy, cô bác sẽ bị về mặt địa lý nhé, chứ không nói về mặt gọi là hành chính, thì cái cô bác sẽ bị vào cảnh gọi là thành trung tâm rồi. Thì chính vì thế bọn con phải tận dụng cái lợi thế trung tâm đấy, và bọn con Chứ không còn ở bên sẽ ngoài. bởi vì người ta sẽ không mua nhà chỉ vì cái yếu tố xanh nữa, mà người ta sẽ mua nhà vì một cái cuộc sống tiện ích, vì một cái cuộc sống đầy đủ, mà ở đó họ có những cái trải nghiệm đầy đủ và tốt hơn. Thậm chí là đấy là cái việc mà Ecotech bọn con đang phải cố gắng làm, đấy là lôi những thằng giàu nhất về Eco bậc mở trung tâm thương mại, mở văn phòng. Nó không phải là mở thương hiệu để nó bán cái gì đó cho người ta, mà là nó phải mở văn phòng để làm gì, để là thu hút những cái nhân lực chất lượng cao ấy về Eco, họ làm việc ở đó và họ mua nhà ở đó. Đấy, thì ví dụ như bọn Samsung chẳng hạn, mà bọn nó đang làm việc và cũng rất là muốn bọn nó mở văn phòng ở Eco, thì bố hình dung cái phòng R&D, phòng nghiên cứu phát triển của bọn nó, cái đội ngũ kỹ thuật bên đấy bố biết không, lương rẻ nhất là 5.000 đô tháng, và bọn nó đang thuê nhà cho cán bộ nhân viên ở đó là như kiểu là cái căn penthouse ở Kiến Nam, một căn đâu đó 120 140 triệu một tháng. Đấy, thì bố hình dung là lúc đấy là cái giá trị căn nhà nó, bây giờ bố cho thuê được một căn nhà 100 triệu một tháng, thì bố nhìn vào là bố sẽ sẵn sàng giảm cho bao nhiêu trong một cái căn đó để bố mua và bố cho thuê, đúng không? Giống như bố mua nhà Thụy Khuê, cái bài học từ mua nhà Thụy Khuê này rất là hay. Đấy là bố tính là 90 triệu một mét vuông thật, nhưng mà bố phải cho thuê được 50 mét thôi mà hơn 1.000 đô một tháng. Đấy, thì bây giờ cái đám mà lương nó 5.000 đô rẻ nhất bên dãy trái, cái đám mà lương 1.000 đô ấy, lương 5.000 đô ấy, và thậm chí là lương 25 đến 30.000 đô một tháng ấy, thì cái đám đấy nó tiêu ra bên ngoài là bọn con sẵn sàng cho bọn đất để bọn nó về xây văn phòng miễn phí. Đấy, nó không cần phải mua đất, không cần phải thuê đất, về đây xây văn phòng, xong rồi cái đám nhân tao muốn là tao muốn cái đám nhân viên mày đi ra ngoài và ăn uống chi tiêu ở đây. Đấy, thì lôi giá trị khu đất nó sẽ tăng lên, và lúc đấy là Eco Park không được ở thế dưới nữa, Eco Park cần phải ở thế trên. Đấy, thì đấy là cái mà bọn con phải đưa ra, phải cố hình dung nhá. Giá nhà ở Việt Nam phân khúc hạng A là cái phân khúc cao nhất ấy, nó vẫn vô cùng thấp so với khu vực. Đấy, bởi vì sao? Mình không có những cái thằng bọn nó nhiều tiền bọn nó về. Đấy, nên là mong muốn là, bởi vì bọn con từ góc độ của một chủ đầu tư mà bây giờ giả sử như nếu như những người như bác Trần Tuấn hay những người đã mua nhà như cô, giá nhà tăng thì họ có happy không? Happy chứ. Thế thì đấy là cái lợi chung cho tất cả. Đấy, thì nó là cái định vị mà Eco phải xác định là chúng tôi sẽ làm gì. Đấy, chứ không phải là chúng tôi ở xa nên chúng tôi sẽ rẽ phải, đúng không? Đấy, thì mọi khi con cũng đi như này, nó có cái ngõ bên trong thì con sẽ đi vào cái ngõ đấy luôn, để con gửi xe ở dưới này. Đấy, gửi xe ở đây xong đợi xe buýt ở đây, chúng nó chỉ chơi xe của bác này. Không phải xe của bác, xe này xấu. Xe này xấu hơn. Xe này xấu ơi là xấu thiết, đây này con đợi chỗ cái biển xanh kia. Thế gửi nhà nào? Con gửi ở dưới này. Ở dưới này có cái nhà có hai ông bà ấy. Đây, đoạn từ đây đổ xuống đây. Đây này, đây này, đoạn này đổ xuống đây. Đấy, thì có cái cầu thang đấy, con chạy cầu thang lên.
ta bắt xe buýt luôn, xe buýt từ đây sang thành phố. Sang tháng 1 là CGV về đấy, 20 tuần sau hay tuần sau nữa là có rạp chiếu phim. Nói chung bây giờ bên đấy phải khai thác đất rất là nhiều và hạ tầng đã làm xong hết rồi, rất là đẹp. Thì như thằng Starbucks đấy nó về nó cũng rất là nghĩ ngợi, bởi vì là lượng dân chưa đủ để nó đảm bảo được cái doanh thu cho nó ấy. Vì dân ở Eco thực sự là sẽ rất là ít. Ở Eco cái mật độ của Eco Park thực sự rất là ít, nên là không thu hút được những cái thương hiệu lớn nó về. Thế thì đổi lại là như những đợt con đi châu Âu thấy dân bên đấy ít mà. Thế đổi lại là gì? Đổi lại là dân ít nhưng phải là những người dân có khả năng chi tiêu cao. Đấy, mà để họ có khả năng là những người họ có khả năng chi tiêu cao về đây thì cũng phải có một cái lý do gì đó. Phải có những thằng tập đoàn, những thằng tay to về, nó có văn phòng, nó hoạt động kinh doanh đấy, nó như thằng Singapore ấy. Đấy, thì lúc đấy là Eco mới đảm bảo được hai việc, là một chất lượng cao, chất lượng tiện ích cao, mà hai là mật độ dân số vẫn thấp. Bởi vì đến cuối cùng là dân số của Eco cũng chỉ có 40.000 căn hộ, toàn khu 500 hectare trong cái thằng Vin Ocean Park ở gần đấy là bao nhiêu? Khoảng 300 hectare. Mà bọn nó định vị là nó 300.000 căn hộ, gấp 7 lần bọn con. Đấy, dân của nó đông kinh khủng. Thế là ngay lập tức là nó có cũng có Starbucks, Phúc Long, rồi là các thương hiệu hàng đầu nó đua nhau nó về. Bởi vì dân đông quá, lượng dân đông như thế nên là nó về ngay. Thế thì dân ở bên này là suốt ngày phải một thời gian dài phải chịu khổ vì không có những cái thương hiệu lớn họ về, không có những cái dịch vụ đa dạng, bởi vì là kinh doanh ở Eco là lỗ. Đấy, thế thì là khi đấy thì sẽ không đảm bảo được mà vừa chất lượng cao mà vừa giá thành tốt. Nên là bây giờ giữa cái việc là đấy, thế thì giữa hai cái câu chuyện là bây giờ phải dân đông để có tiện ích cho mọi người. Như thằng Linh Đàm chẳng hạn, Linh Đàm rất nhiều hộ kinh doanh đấy, bởi vì sao? Vì dân đông, mật độ cao, chất lượng sống thấp. Ở đâu? Linh Đàm thì không nói gì, Linh Đàm ấy. Chất lượng sống thấp mà giá thành các thứ đều cao. Thực tế là chất lượng sống thấp mà giá thành đều cao, mọi người không biết. Đúng rồi, mình cứ tươi thấy là